Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với buổi đọc truyện của kênh Văn hóa và Lịch sử. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, kênh Văn hóa và Lịch sử xin gửi tới các bạn câu chuyện Người anh hùng Mường Pồn của tác giả Nguyễn Trọng Quỳnh trong cuốn sách Chúng tôi là bộ đội Cụ Hồ, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội năm 2004. Xin mời các bạn cùng đón nghe. Đêm hôm ấy trời tối đen như mực, tiết trời lạnh lạnh. Đơn vị chúng tôi dừng lại ở một khe núi đá. Tôi và đạo đội trưởng Vũ Thế Châu hội ý ở tiểu đoàn về thì anh em đã ngủ say. Chẳng biết cậu ấy bố trí đại đội bộ ở chỗ nào, tối thế này thì biết đường nào mà mò. Châu vừa nói dứt câu thì vấp ngã ụt một cái. Chợt nhìn thấy ánh lửa lập lòe trong một hốc đá, tôi đi lại phía đó. Tới gần, nghe thấy tiếng người cười khúc khích, tôi ngó vào, thấy Đàn và Bơ, tiểu đội trưởng cấp dưỡng, đang ngồi đun nồi cháo. Bơ nói, tớ thì tớ yêu như thế đấy, còn cậu thì thế nào? Với giọng nói trầm trầm, Đàn tiếp, ở đời này bây giờ, Đàn chỉ yêu nhất Đảng và mẹ Đàn thôi. Đàn còn một mẹ già, ngay ở nhà, Đàn hay giúp mẹ đi làm lương rẫy. Nhưng từ khi Đàn trốn đi bộ đội, mẹ khác làm lương rẫy một mình, nên Đàn thương mẹ lắm. Đàn đã để dành được một ít tiền may cho mẹ một cái áo bông mà chưa có dịp gửi về được. Đàn trầm ngâm nhìn mấy cành khô lép bép cháy. Sau một lúc im lặng, anh nói sang chuyện khác. Bơ ạ, hôm qua sinh hoạt tổ liên lạc, đồng chí Nùng phê bình Đàn lầm lì, chậm chạp, không đoàn kết được rộng rãi với anh em. Đàn đã nhận ra khuyết điểm, khắc sửa chữa được thôi. Đàn chỉ hối hận nhất là cái khuyết điểm thời kỳ chỉnh huấn năm ngoái. Hồi ấy Đàn nhớ mẹ quá nên trốn về thăm mẹ một tí, không xin phép ban chỉ huy. Chắc vì thế Đàn chưa được vào Đảng phải không Bơ? Ừ, đó cũng là một lý do. Vì hôm ấy cậu trốn về, cả đại đội ai cũng bàn tán xì xào, có người còn cho cậu là đảo ngũ nữa cơ. Thế Đàn mới dạy chứ. Nhưng từ đó đến giờ, cậu có nhiều tiến bộ lắm. Cứ công tác tích cực, bền bỉ, chiến đấu dũng cảm, có tình thương yêu giai cấp thì trước sau cũng được vào Đảng thôi. Nghe thấy tiếng động, Bơ hỏi, ai đấy? Tôi bước vào trong hốc đá. Các cậu nấu cháo à? Báo cáo đồng chí chính trị viên, đồng chí Ba ốm cả ngày hôm qua, không ăn uống được gì. Chúng tôi nấu cho đồng chí ấy bát cháo loãng, ăn cho tỉnh. Ấy, lúc chiều mình hỏi, cậu ấy bảo đỡ mệt hơn hôm qua rồi cơ mà. Thôi được, bây giờ cứ để cậu ấy ăn cháo. Sáng mai mình cho cậu ấy gói bột đậu xanh bà cụ chủ nhà cho mình trước lúc hành quân. Đàn nói, chỗ nằm của tôi và anh làm xong rồi, ở gần bờ suối cạnh trung đội 1 ấy. Hôm nay lấy được cả lá chuối khô trải nằm ấm lắm. Anh biết chỗ chưa? Không thì tôi đưa anh về. Thôi, bao giờ cậu nấu cháo xong thì chúng ta cùng về. Thế Bơ ngủ ngay ở đây à? Cũng lá chuối khô như ai? Hay là tớ ngủ luôn với cậu Bơ thôi, tâm sự với tay Bơ già một bữa, đồng ý không? Thế thì vui quá, tôi sẽ tâm sự với anh suốt đêm nay. Gần sáng rồi, còn cóc đâu mà suốt đêm. Bà chúng tôi ngồi nói chuyện cho đến khi nồi cháo đã nhừ thì trời cũng vừa tảng sáng. Đàn bưng cháo lên cho bà, tôi với Bơ ngả lưng xuống ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng có người đến lay vai tôi dồn dập. Tôi giật mình mở mắt ra thì thấy Đàn. Gì vậy? Mình đã bảo mình ngủ ở đây với cậu Bơ cơ mà. Đàn nói giọng khác thường. Đồng chí chính trị viên, tiểu đoàn xuống, đang đợi anh. Anh về ngay. Tôi vùng dậy chạy về, thấy đồng chí chính trị viên tiểu đoàn nai nịt gọn gàng, đủ ba lô, túi rết, đang đi lại phía tôi. Cả đại đội trưởng, đại đội phó cũng vừa chạy tới. Chúng tôi nghe phổ biến tóm tắt mấy câu. Có lẽ phát giác được lực lượng của ta, 23 đại đội địch ở Lai Châu đang chuẩn bị rút về tập trung cùng với 9 tiểu đoàn nhảy dù Điện Biên Phủ. Bộ chỉ huy mặt trận ra lệnh cho đơn vị ta cấp tốc hành quân, không quản ngày đêm, chặn địch lại để tiêu diệt.
tình hình và nhiệm vụ cụ thể sẽ phổ biến sau. Các đồng chí chuẩn bị cho bộ đội lên đường càng nhanh càng tốt. Kim đồng hồ chỉ 6 giờ 45 phút, đồng chí Sâu chạy ngược lại chỗ bộ đội ngủ kêu to lên: "Dậy, dậy, chuẩn bị hành quân truy kích." Tiếng kêu lanh lảnh của đồng chí đại đội trưởng phá tan giấc ngủ say sưa ngon lành của mọi người. Lính ta bật dậy như lò xo, vài cậu choàng dậy còn ngái ngủ cào nhào. Đồng chí nào điên hay sao mà làm mất cả giấc ngủ của anh em? Các tiểu đội đều có tiếng rục rã: "Dậy nhanh, dậy nhanh, chuẩn bị hành quân cấp tốc, các đơn vị đã lên đường rồi." Chỉ sau 15 phút, toàn đơn vị đã tập hợp sẵn sàng, được lệnh xuất phát. Mọi người cắm đầu cắm cổ chạy. Mẹ kiếp, mình làm mơ thấy được gặp người yêu đàng khoái thì nghe tiếng đại đội trưởng gọi, tiếc quá. Tớ mới buồn cười chứ, lúc choàng dậy rõ ràng khoác khẩu tử liên sau lưng mà cứ lẩn thẩn đi tìm, tưởng cậu nào mắt nhắm mắt mở cầm nhầm, thành ra tập hợp chậm. Thôi xin phép các anh đi, im cái mồm cho được việc, mệt bỏ mẹ, đi lại còn cứ yêu với ghét ra cái điều. Gớm, anh Mão làm gì mà ghê thế, anh mệt thì mặc anh chứ, chúng tôi còn nói chuyện thì mặc chúng tôi. Hành quân liền được chừng 12 km thì có lệnh đi tắt xuyên rừng. Không rõ đường, chúng tôi cứ chiều hướng mà đi, gặp núi thì vượt núi, tới đèo thì leo đèo. Ngày cũng như đêm, chúng tôi mải miết hành quân, miễn sao gặp được địch. Đã được 3 ngày đêm rồi, vượt biết bao nhiêu chặng đường hiểm trở, chưa từng có vết chân người lui tới. Từ dãy núi này lại qua dãy núi khác, bụng đói chân trồn, nhưng nghĩ đến Bác Hồ kính mến, đến tình yêu thương của Đảng, đến cảnh tang tóc đau thương do bọn giặc tàn ác gây nên, chúng tôi không hề nản chí. Đường đi phải dò từng chặng, hai đồng chí chiến sĩ mệt lại phải cáng rất vất vả. Được con ngựa mang đỡ anh em ốm thì hôm qua leo dốc bị ngã xuống vực chết mất, làm cho một chiến sĩ bị trọng thương. Tôi vừa bíu vào một rễ cây leo lên một bước thì chợt nhớ ra một việc cần nhờ đồng chí Đàn giúp, nhưng quay lại không thấy đồng chí Đàn đi sau nữa. Thôi, cậu này ốm tụt lại rồi, đôi mắt cậu ấy thâm quầng, bộ mặt hốc hác thế mà chiều hôm qua cậu ấy cứ cõng đồng chí ốm qua mấy chặng suối sâu, còn sức đâu mà chẳng ốm. Tôi đành quay lại bảo đồng chí Nùng liên lạc viên: "Cậu đưa súng cho mình vác, quay lại tương trợ Đàn một tí, nó ốm rồi đấy." "Báo cáo đồng chí, đồng chí tụt lại ngay từ khi mới lên dốc đấy ạ." Bỗng có tiếng đằng sau chuyển lên: "Đồng chí Mão lên cơn động kinh." Thật là một vấn đề nan giải, tôi đành phải quay lại xem sao. Có những anh em xì xào bàn tán: "Ông ấy thì cứ tống cổ về cho yên chuyện, ấy cứ khi nào gặp khó khăn một chút là ông ấy lại lên cơn động kinh ngay, cũng sùi bọt mép, cũng trợn mắt rồi dãy giụa, đủ động tác lắm." Thế mà đại đội cứ bảo kiên trì giáo dục. Kiên trì vừa chứ, kiên trì quá thì cũng mất công toi. "Ông này có tài văn nghệ ra trò đấy nhé." Dạo trình huấn, đại đội ta tổ chức kịch, có chị Thoa, ủy viên phụ nữ xã, xung phong đóng giúp. Thế là ông ấy cứ cố vật nài xin một vai. "Nó hát chống quân có là hay lắm, nhưng cậu xem, suốt gần một tháng hành quân này, nó có hé răng được câu hò, câu hát nào đâu, mặt lúc nào cũng cứ bị ra." Sau 45 phút, đơn vị vượt qua được ngọn núi, tới đỉnh dốc, được lệnh dừng 20 phút ăn cơm và chờ anh em ốm. Mỗi người lấy trong bọc ra một nắm cơm, tí muối làm bữa trưa, làm bữa cơm trưa. Chi bộ tranh thủ vừa ăn vừa họp bàn công tác lãnh đạo, tăng cường tốc độ hành quân và tương trợ đoàn kết. Tổ đại đội bộ đề nghị chi bộ xét kết nạp Đảng cho đồng chí Đàn, nhưng việc đó chưa thể bàn ngay được, hôm nay chi bộ chỉ họp bàn nhiệm vụ trọng tâm trước mắt. Cuộc họp chi bộ vừa giải tán thì số anh em ốm cũng về tới. Gặp Đàn, tôi liền hỏi: "Đàn ốm có mệt lắm không, ăn cơm chưa?" Đàn chố mắt nhìn tôi ngạc nhiên trả lời: "Không, tôi có ốm đâu." "Thế sao cậu lại tụt lại sau?" "Báo cáo, khi mới leo dốc được một lúc, tôi nhìn thấy dốc cao quá,
lại ít cây, lo ngại anh em ốm, nên Khắc quay lại tương trợ một tí. Đồng chí Bân trong số anh em ốm nói xen vào: báo cáo chính trị viên, không có sáng kiến của đồng chí Đàn thì chúng tôi cũng vất vả lắm mới lên được cái dốc này. Sáng kiến gì? Sáng kiến gì? Tôi hỏi. Đàn nói tiếp: sáng kiến cũng không có gì đâu, chỉ buộc cái dây thắt lưng của từng đồng chí ốm, có người dìu bên cạnh, rồi tôi Khắc leo lên trước, dựa vào một gốc cây để kéo anh em lên. Lúc đầu chưa làm được dây, có đồng chí leo lên một quãng mệt quá lại tụt xuống. Các đồng chí đều rất đáng khen, chỉ còn hơn một đêm nữa là tới chỗ địch. Gian khổ, hy sinh của chúng ta chẳng qua là do bọn giặc khát máu gây nên. Chỉ độ nay mai, căm thù ấy sẽ chút lên đầu lê, mũi súng mà tiêu diệt chúng. Chiến sĩ nhìn tôi đăm đăm với bộ mặt gầy, nước da xanh xạm màu sương gió, nhưng trong họ chứa đựng một tâm hồn cao quý, một quyết tâm sắt đá. Chuẩn bị, lệnh của đại đội trưởng từ trên truyền xuống. Chúng tôi lại tiếp tục rảo bước hành quân. Một câu hò vang lên: cái bụng giải quyết tạm rồi, còn cái buồn ngủ ta thời phớt đi, này dô hò, này dô hò. Một chiến sĩ khác lên tiếng: alo, alo, một phương pháp chống buồn ngủ vừa hay vừa không mất tiền, đố các bạn biết là gì? Dầu con hổ bô mi mắt chứ gì? Không phải. Theo tớ thì cứ leo dốc đá tai mèo dựng đứng như hôm qua thì hết buồn ngủ, vô phúc ông nào trượt chân rơi xuống thì được ngủ giấc ngàn thu. Cũng không phải. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi thì cứ có đoàn nữ dân công cùng hành quân thì ông nào cũng tỉnh như sáo sậu. Thôi thì tranh nhau rồi, thôi thì tranh nhau hò hát đủ các giọng thơ ca. Tất cả cùng cười ầm lên: đúng chưa nào? May ra thì đúng. Bộ đội mà gặp dân công như cá gặp nước, như rồng gặp mây cơ mà. Vui như thế ai mà buồn ngủ được. Ôi dào, lúc bây giờ ông bạn nào đau chân cũng cố đi cho ra cái điều hùng dũng. Chẳng còn mấy đâu, độ 3-4 hôm nữa là dân công đuổi kịp mình thôi. Trời xế chiều, đơn vị dừng lại để nghiên cứu chặng đường cuối của đêm nay. Lệnh của tiểu đoàn: tranh thủ nấu cơm xong trong một tiếng. Thời gian ngắn nên chúng tôi tổ chức cho bộ đội nấu cơm lam. Sau 40 phút ở tiểu đoàn trở về thì Bơ đưa cho tôi một ống cơm lam và nói: đồng chí Đàn gửi cho đồng chí đấy ạ. Thế cậu ấy đâu? Thấy đồng chí ấy nói với tôi: tranh thủ đi lấy ít nõn chuối rừng về nấu ăn cho đỡ xót ruột. Đồng chí ấy lại gặp ở trong khe một cụ già khổ lắm, lại vừa xin tôi một ít gạo và muối đem vào biếu cụ bà. Bà cụ ở trong khe à? Vâng. Thế thì may quá, vì hiện cấp trên cũng đang cần tìm một đồng bào địa phương để hỏi đường. Tôi vừa đi men theo khe được một quãng thì thấy Đàn ngồi một mình trên mỏm đá. Thấy tôi đến bất chợt, đồng chí đứng dậy vẻ lúng túng, rồi lấy vạt áo lau vội nước mắt. Tôi ngạc nhiên hỏi: Đàn khóc à? Mệt quá phải không? Không, tôi không khóc, cũng không mệt. Thế làm sao? Ăn cơm chưa hay là sốt? Tôi sờ lên trán đồng chí thì thấy vẫn mát. Đàn nhìn tôi như có một điều gì muốn nói, rồi ngập ngừng lại nhìn xuống đất. Tôi níu đồng chí cùng ngồi xuống mỏm đá. Đàn có gì buồn? Sao lại giấu tôi? Tôi không giấu đâu. Thế sao Đàn khóc? Với một giọng ăn năn hối hận, Đàn nói: báo cáo đồng chí, hôm nay tôi lại mắc khuyết điểm rồi. Tôi sẽ kiểm điểm với tổ liên lạc. Khuyết điểm gì? Người quân nhân cách mạng thì không sợ khuyết điểm, chỉ sợ không thấy và không sửa chữa thôi. Báo cáo đồng chí, lúc nãy tôi đi tìm ít mầm chuối non, vào kia thấy một cụ bà người Thái và con dâu mới đẻ. Đứa bé được độ một tháng. Con trai bà cụ mới bị giặc giết chết hai hôm nay. Ngày hôm qua gia đình Khắc trốn vào đây. Quần áo bà cụ rách rưới quá, cả hai mẹ con ăn toàn rêu đá và củ chuối rừng.
và củ chuối rừng. Thấy bà cụ, tôi khắc nghĩ đến mẹ tôi ở nhà một mình cũng khổ nên tôi khóc. Tôi xin nhận khuyết điểm còn nặng đầu óc gia đình. Sao lại khuyết điểm? Đàn có quyền thương mẹ chứ, chúng mình là những người thương mẹ nhất. Không phải thế là nặng đầu óc gia đình đâu đàn ạ. Chỉ sợ đàn vì quá nghĩ đến gia đình mà quên cả nhiệm vụ công tác mới là nặng đầu óc chứ. Còn đàn là người tích cực, đáng khen cơ mà. Mặt đồng chí bỗng tươi hẳn lên. Vừa lúc đó, Bơ và một số anh em khác cũng mang gạo và góp nhau cơm lam đem vào biếu bà cụ. Chúng tôi cùng đi. Bà cụ tóc đã hoa râm, hai bàn tay khẳng khiu ôm chặt đứa cháu vào lòng, ngồi thu mình trong hố đá. Dáng Bơ phở rũ rượi và sợ sệt của bà cụ làm cho ai đấy thoạt nhìn cũng có thể đánh giá được mức độ dã man, tàn khốc mà giặc gieo rắt xuống vùng này. Nghe tiếng chân người đi tới, bà cụ càng nép sát vào hốc đá. Nhưng vừa nghe thấy đàn gọi, cụ vội thò đầu ra. Đôi mắt đang lo âu, sợ hãi bỗng vui lên, hiền như đôi mắt đầm ấm vốn có của một người mẹ. Trên đôi vai gầy của bà cụ, tôi thấy rõ chiếc áo bông mới. Chiếc áo bông bằng chéo gò đen bóng mà đàn dành dụm không biết bao nhiêu lâu mới mua được để gửi về cho mẹ. Tôi quay sang nhìn đàn thì cũng vừa gặp đôi mắt của đàn nhìn lại. Trên đường về, tôi nắm chặt tay đàn, nửa như nói với đàn, nửa như nói với chính tôi. Đàn ạ, mình coi mẹ đàn cũng như mẹ mình. Chiến dịch xong, mình sẽ cùng đàn góp tiền mua cho mẹ một chiếc áo bông khác. Đàn vẫn lầm lũi bước, nhưng tôi thấy bàn tay của đàn siết mạnh tay tôi hơn. Đêm nay, một đêm tối mịt mù giá lạnh, chúng tôi hành quân theo dòng suối Tinh Kinh. Suối này dẫn chúng tôi tới một con đường chặn địch. Lòng suối này có quãng sâu nước ngập tới bụng, quãng lông lên đầu gối và có những mỏm đá nhấp nhô. Tiếng chuyền bám sát cự ly nhắc đi nhắc lại suốt đêm. Chỉ một đồng chí dừng lại ngủ là cự ly sẽ gián đoạn. Có đồng chí mất thăng bằng khi ngủ gật, chân vấp phải đá nên ngã dúi ướt đẫm cả người. Suốt một đêm, cả đơn vị cứ dò dẫm từng bước như vậy. Đến 4 giờ 45 phút, một tin truyền từ trên xuống: đến nơi rồi. Mọi người vô cùng phấn khởi. Lại một lệnh tiếp theo: bộ đội tranh thủ ngủ, cán bộ đại đội lên hội ý. Trên con đường mòn đi từ Lai Châu về cách Điện Biên Phủ 30 km, chúng tôi nghiên cứu trận địa phục kích. Mặt đường còn in rõ những vết chân ngựa và lốt giày đinh. 5 giờ 35 phút, bộ đội bắt đầu đảo công sự. Đại đội bố trí ở một sườn đồi trên quãng đường ngoặt làm nhiệm vụ chặn đầu. Ai cũng phấn khởi và hy vọng phen này sẽ xơi một vố ra trò. Nhưng công sự vừa mới đào sâu được một nửa người thì đồng chí tiểu đoàn trưởng hối hả chạy tới hét lên: địch cách ta 6 km, các đơn vị chuẩn bị xuất kích, đơn vị nào xong trước chạy theo tôi. Tin chuyển đi làm cho mọi người vô cùng hồi hộp. Chăn màn, ba lô, các thứ để lại hết. Mỗi người chỉ nắm lấy vũ khí của mình rồi cắm đầu chạy về hướng địch, vừa chạy vừa chỉnh đốn đơn vị. Đại đội chúng tôi chạy kịp tiểu đoàn trưởng. Đàn vấp ngã, văng cả khẩu các bin đi, đau méo mặt rồi lại đứng dậy chạy. Không một chiến sĩ nào rớt lại, trừ hai đồng chí ốm mệt. Sau chừng nửa tiếng, một đồng chí quân báo cho biết địch còn cách ta 500 m. Chúng đóng ở Mường Pồn, một vị trí cũ bố phòng khá kiên cố, ở trên một quả đồi. Lực lượng gần 500 tên và nhiều lường ở lắm. Ngay lúc ấy, máy bay bà già 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 bay tới. Đơn vị dạt sang bên đường ngụy trang và chờ lệnh. Đồng chí trung đoàn trưởng và chính ủy cũng vừa đến nơi. Trung đoàn trưởng quyết định đại đội tôi được xuất kích, bao vây chặn đường địch lại để đến đêm sẽ công đồn tiêu diệt. Nhận được lệnh, chúng tôi sướng run người. Cả đại đội phấn khởi và hồi hộp. Công tác chuẩn bị tiến hành gấp rút. Cấp trên xuống động viên, căn dặn chúng tôi từng ly từng tí. Một liên lạc tiểu đoàn chạy đến báo cáo với đại đội trưởng: lệnh của tiểu đoàn trưởng tập trung đồng chí Đàn và Duyệt về thường trực cùng tổ liên lạc tiểu đoàn. Vừa nghe thấy vậy, Đàn đứng vụt dậy, vẻ mặt bối rối, nói luôn:
Báo cáo đồng chí. Tôi thầm hiểu tâm trạng của đồng chí lúc này nên khuyên: chúng ta chiến đấu còn nhiều, theo lệnh trên, đồng chí Đàn cứ về thường trực đi. Vâng, tôi xin phục tùng mệnh lệnh. Tuy khuyên như vậy, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn cho Đàn cùng đi. Chiều hôm qua, Đảng ủy đã xét đề nghị của chi bộ và quyết định nếu thử thách trong chiến đấu đồng chí Đàn tỏ ra dũng cảm thì sẽ kết nạp. Đại đội trưởng bắt đầu hạ lệnh chuẩn bị xuất kích. Nhìn đồng hồ đúng 7:25, tiểu đội đầu tiên vừa vụt ra khoảng trống thì mọi cỡ súng của địch bắt đầu xả vào chúng tôi. Những tiếng thét dũng cảm tiến lên, những tiếng hô nằm xuống vượt lên, xen lẫn tiếng nổ vang dội núi rừng. Hai đồng chí bị trúng đạn ngã xuống, một trung đội vượt qua được khoảng trống. Đại đội trưởng bỗng thét lên: có tiếng máy bay nằm xuống tản ra. 4 chiếc máy bay tới nhào xuống khu rừng bỏ bom napalm. Trung đội đầu bị bom nhảy cả xuống suối, cả một khóm rừng bốc cháy, khói lên ngùn ngụt. Sau nửa tiếng, vượt lên được hơn 2 trung đội, chúng tôi bắt đầu khép vòng vây dựa vào con suối chảy quanh đồn địch. 4 chiếc máy bay vẫn lồng lộn trên không, nhả từng tràng đạn xuống ven rừng. Cạnh một tảng đá to giữa suối, chúng tôi nằm ngâm mình xuống nước họp chi ủy chớp nhoáng, nhận định tình hình. Sau khi vượt qua khoảng trống gặp napalm, đa số anh em tỏ ra rất dũng cảm, cần biểu dương kịp thời. Có một số ít hơi dao động, cần động viên anh em đó. Lực lượng địch mạnh mà lại ở cao địa có lợi thế. Cuộc chiến đấu sẽ ác liệt, cần chuẩn bị thêm về mặt tinh thần cho bộ đội. Với hoàn cảnh địa hình, ta bố trí phân tán. Chỉ huy cần linh hoạt phát huy tác dụng của tổ 3 người. Đôn đốc bộ đội đào công sự tránh thương vong, đồng thời giải quyết tư tưởng sợ phi pháo. Chi ủy đều nhất trí, tôi nói tiếp: nếu chi ủy không còn ý kiến gì, tôi đề nghị cho giải tán. Các chi ủy viên về giao nhiệm vụ lãnh đạo cho từng đảng viên, động viên mọi người sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí đại đội trưởng nhắc thêm: hiện giờ địch bắn vu vơ, có thể chúng chuẩn bị xung phong. Nhưng rồi 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy gì. Mọi người đăm đăm nhìn về phía địch. Bỗng từ phía đồn địch có một tiếng rống lên: Ala so! Lập tức trong chúng tôi một khẩu lệnh phát ra: chuẩn bị sẵn sàng. Bằng 3 mũi, chúng ồ ạt xung phong. Mấy tên ngụy binh lóp ngóp chạy đầu. Mọi cỡ súng lớn nhỏ của chúng bắn ở phía sau chúng tôi. Cành cây đổ gãy, đất đá lung tung. Thấy không có súng bắn trả lại, tưởng thắng thế, chúng càng hung hăng la hét om sòm. Khi địch chỉ còn cách 50m rồi 40m, một khẩu lệnh bên ta vang lên: chuẩn bị bắn. Vũ khí quân ta nhả đạn rền vang, một loạt tên quỷ gục ngã. Bị đòn bất ngờ, chúng nằm rạp xuống. Tiếng hét Alaso của tên chỉ huy lại càng giống lên to. Hỏa điểm của ta bị lộ, mọi cơ súng thừa cơ bắn như chút đạn yểm hộ. Chúng lại thúc nhau xung phong, chỉ còn chừng 15m là đánh giáp lá cả. Nguy quá, phía đại đội trưởng, địch xông tới gần quá rồi. Đồng chí Huân giữ trung lương bị hy sinh mà súng lại bị tắc, lưu đạn nổ khói mù. Đại đội trưởng Vũ Thế Châu lao mình vào kéo trung liên bắn. Tôi vừa chạy tới thì một tiếng kêu lên: đại đội trưởng bị thương. Làm tôi bùn rùn cả chân tay. Tôi thét lên: tiêu diệt địch, trả thù cho đồng chí. Bọn địch xông vào ném lựu đạn. Bất ngờ, khẩu trung liên lại bắn lướt sườn vào quân địch, phối hợp với một loạt lựu đạn ném lên, làm nhiều thằng gục đổ, hàng ngũ rối loạn. Chúng vừa đánh vừa lùi, rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Sau 20 phút, đợt xung phong của địch bị ta đánh bật trở lại. Chúng bổ lại những xác chết và những tên còn đang ngắc ngoải. Tôi đi tới kiểm tra chỗ tạm giấu thi hài của các tử sĩ, chợt thấy Bế Văn Đàn đang lội suối đi lên. Chắc lại có lệnh mới gì đây, tôi nghĩ vậy. Đàn nhìn tôi nhe răng cười, vẻ mặt hớn hở, một ống quần bị rách toạc, giơ cả đầu gối. Đi một mình à, có lệnh gì mới đấy?
Báo cáo, tôi đi có cả đồng chí Cừ nữa. Đi đến khoảng trống, bị địch bắn chặn, tôi chạy vật lên. Khi quay lại thì không thấy đồng chí đâu. Trong nữa tôi khắc quay lại tìm đồng chí Cừ. Đại đội phó Lâm Viết Hữu cũng tới. Đàn chia ra một mảnh giấy có ghi: Trung đoàn biểu dương tinh thần chiến đấu của các đồng chí. Một người trong ban chỉ huy đại đội nắm vững tình hình địch về báo cáo để chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến đêm nay. Ngay lúc này có tiếng kêu rú lên, nghe giận cả người. Chúng tôi quay lại thì đồng chí Ba bị thương cụt chân, đang mê man. Đàn chạy lại xốc Ba vào lòng. Ba mở trừng mắt ra nhìn rồi cười sằng sặc, hai tay xoa xoa vũng máu. Rồi Ba lại rú lên: Con ơi, già giết nó đi, giết nó đi. Con tôi ngoan, con tôi ngoan. Ba lại nhìn chừng chừng vào mặt đàn: Mình đấy à? Rồi lại hú lên: Giết, giết. Đàn òa lên khóc. Rồi Ba thiếp đi. Lòng chúng tôi đau như dao cắt. Lại có tiếng máy bay. Chúng tôi vừa tản ra thì bốn máy bay sầm sập bay tới. Chúng nhào lên lộn xuống, làm rừng cây đảo điên. Bỗng một quả bom nổ uỳnh ngay trước mặt chúng tôi, xé màng tai, làm tung xác mấy tên địch đang nằm trơ trên trận địa. Một loạt bom la ban nổ bùng bục sau lưng quân ta, rừng lại bốc cháy, nóng rát cả người. Hai quả bom rơi đúng xuống suối và từng loạt liên thanh xẻ xuống trận địa. Quân số thương vong của đơn vị mỗi lúc một tăng. Tôi và Hữu bỏ men theo bờ suối củng cố đơn vị. Gặp Di chỉ ủy viên nấp bên khe suối, chúng tôi nhận định tình hình và bản kế hoạch. Chi ủy lúc này chỉ còn có 3 người, phân đi 3 ngả lãnh đạo đơn vị. Đại đội chỉ còn 27 người chiến đấu. Tôi bỏ về tới công sự, thấy đàn báo cáo có một cánh quân vòng phía bên trái. À đúng rồi, có lẽ nó định đánh sau lưng ta, nhưng cóc sợ. Địa hình thế này chúng không thể đánh xung phong tập hậu được. Lại một tiếng alaso rống lên, nhưng giọng rống lần này rên lên chứa đầy cay cú. Lần này chúng ngó xung phong hai mũi, có vẻ thận trọng và dè dặt hơn. Đàn nói, mắt không rời phía địch: Mũi trước mặt ta đông quá anh ạ. Ừ, có lẽ nó tập trung vào mũi chính, địa hình phía này. Địa hình phía này đối với nó có lợi hơn. Trời ơi, súng máy quạt thì ngon lắm. Thong thả, cứ để nó lại gần. Nhưng còn cách độ 100 mét, thấy chúng nằm dạp xuống, bắn lia bắn lịa. Cánh quân tập hậu bắt đầu gào lên alaso. Một số anh em thấy bối rối, mấy khẩu trung liên của ta định quay lại bắn. Tôi chưa kịp xử trí đã thấy đại đội phó hét lên phía bên kia: Địa hình phía sau dốc đứng, địch không xung phong được, hãy diệt địch phía trước. Vừa dứt lời thì bọn địch phía trước xung phong. Lần này bọn Lê Dương dẫn đầu có vẻ liều mạng hơn, chúng ồ ạt xông tới. Ngon quá rồi, đề nghị cho bắn. Thong thả, đồng chí đàn phải bình tĩnh chứ. Một phút yên tĩnh và hồi hộp. Bắn, súng ta nổ, bọn quỷ đổ rạp xuống, địch phía sau yểm hộ, lửa đạn khói mù. Trung liên của ta nhả đạn liên hồi, chiến sĩ ta mặt đen khói súng, nghiến răng diệt địch. Bỗng một tiếng kêu nhói lên, xạ thủ Xuân bị thương, trung liên tắc, tôi choáng váng cả người. Đàn hét lên, không cho địch phá vòng vây, khẩu trung liên của Pù sang bắn chéo vào cánh quân bên phải. Khẩu trung liên của Pù đang bắn chéo vào cánh quân bên phải. Đồng chí Pù bắn bên trái. Pù quay súng lại nhưng mãi không thấy bắn. Hỏa lực của ta yếu, địch càng tiến tới gần. Tôi hô lớn, trung liên bắn. Báo cáo, tầm súng thấp quá không bắn tới. Tìm mọi cách khắc phục. Nghiệp, chiến sĩ lắp băng lăn xuống ven hồ bên một hòn đá to để kê súng, nhưng vẫn không hiệu quả. Hai người nâng súng lên bắn cũng không xong. Mặt tôi nóng bừng bừng. Mấy tên địch vòng bên sườn đã xông được vào một tổ 3 người. Chiến sĩ Hoàng Văn Thàng nhảy lên công sự đâm chết một tên, thì hai tên khác lao đến đâm Thàng. Đàn kêu lên, Thàng hy sinh. Rồi cắn môi quạt một băng tiểu liên hạ ngay tên địch đã giết Thàng. Thấy trung đồng quá đang ồ ạt xông tới, tôi hô to, các đồng chí hãy vì đảng dũng cảm tiêu diệt địch, trả thù cho các đồng chí đã hy sinh. Một chiến sĩ hô tiếp, noi gương tinh thần dũng cảm của đảng viên lao động Hoàng Văn Thàng. Trong khi ấy thì Pù vẫn loay hoay với khẩu trung liên. Bỗng thấy đàn nhoi lên công sự, mặt mũi đầy bụi đất và sạm đen khói súng.
nhưng đôi mắt sáng ngời. Anh chừng chừng nhìn về phía địch, mồm lẩm bẩm: "Đảng kêu gọi chúng ta." Rồi không một chút ngập ngừng, anh nhảy vọt lên, băng qua tầm nửa đạn, lao mình về khẩu trung liên của Pù, quỳ rạp người xuống, lôi khẩu trung liên kê lên lưng, hai tay ghì chân súng, mồm hét lớn: "Bắn, bắn, bắn, trả thù cho đồng chí." Đúng tầm súng, Pù nghiến răng bóp cò. Vẻ mặt đang bối rối của Pù giờ đây tươi hẳn lên. Trung liên bắn bất ngờ, cùng lựu đạn tiểu liên phối hợp, một loạt địch trúng đạn, ngã lăn sóng xoài. Trời ơi, sung sướng làm sao. Lúc này người tôi nhẹ hẳn đi, nhưng nhìn thấy hình ảnh của đàn lộ trên công sự giữa tầm đạn, tôi vô cùng lo cho tính mạng của anh. Hàng ngũ địch bắt đầu lộn xộn, chúng bắn hiểm hộ càng dữ. Hỏa điểm của Pù bị lộ, từng loạt đại liên của địch bắn xả vào, nhưng khẩu trung liên vẫn giòn giã nhả đạn trên lưng đàn. Anh ngước mắt lên cười: "Bắn, bắn, nhằm cho chúng." Bỗng một viên đạn bắn trúng loa chắn lửa, làm cho khẩu trung liên đổ văng một bên. Đàn lại lôi súng kê lên lưng. Ngay lúc ấy thì một viên đạn khác xuyên qua vai đàn. Anh kêu nhói lên rồi từ từ gục xuống, làm khẩu trung liên cũng đổ ngã về một bên, máu chảy ướt đẫm một bên áo. "Đàn, đàn ơi, có việc gì không?" Cổ đang kéo đàn xuống công sự, thì thừa cơ bọn địch lại gào lên: "Alaso." Nghe tiếng Alaso của bọn khát máu, đàn lại nhoai lên, cắn môi, nheo mắt, lấy hết hơi sức cố nhổ người lên nói: kê lên Pù, bắn, bắn, giết hết chúng nó đi, đảng kêu gọi chúng ta." Trên lưng đàn, khẩu trung liên lại nổ rền, mặt đàn tái hẳn đi, trên lưng máu đầm đìa, sức đàn kiệt lắm rồi. Nhưng anh vẫn cố nghiến răng chịu đựng sức giật của khẩu súng, cho tầm đạn khỏi ảnh hưởng. Bọn địch bắt đầu hoang mang, nhiều tên đã bỏ chạy. Khẩu trung liên của Xuân bị tắc, vừa chữa xong liền bắn tiếp phối hợp. "Thôi, thôi, xuống công sự đi đàn ơi, nó bắn dữ lắm. Cứ bắn, bắn nữa đi, tôi còn sức, trả thù cho các đồng chí." "Đồng chí Pù, các đồng chí đàn xuống công sự." Tôi vừa ra lệnh cho Pù thì lại một viên đạn thứ hai xuyên qua trán của đàn, máu tràn ra khắp mặt, thế là anh ngất đi. Bọn địch cũng xô nhau chạy. Pù ngã trung liên ra, ôm chầm lấy đàn: "Đàn ơi, đàn ơi, Pù đã bảo đàn xuống cơ mà." Tôi chạy lên cùng Pù vực đàn xuống ven suối. Đàn nằm ngả trên cánh tay tôi, máu chảy ướt đẫm cả cánh tay áo bông. Băng bó xong, thấy đàn cựa quậy: "Đàn ơi, đàn ơi." Mắt đàn từ từ mở rồi ngước lên nhìn tôi: "Đàn ơi, có biết tôi là ai không?" Chính trị viên, giặc chết hết chưa?" Một tay đàn của quạng nắm được tay tôi, mắt mở trừng trừng nhìn tôi không chớp, nét mặt bình dị. Đàn nói phều phào có hơi thở ngắn: "Giá tôi không mắc khuyết điểm ấy thì cũng được vào đảng rồi đấy đồng chí bí thư nhỉ." Nghe đàn nói, tôi run cả người. Tôi ôm chặt đàn vào lòng, rồi nói như muốn gào thét lên cho đàn nghe thực rõ: đồng chí đàn yêu quý, tôi thay mặt đảng tuyên bố kết nạp đồng chí vào Đảng Lao động Việt Nam từ giờ phút này. Đồng chí đàn hãy nhận lấy danh hiệu vinh quang của người đảng viên." Tự nhiên thấy đàn run lên, mặt bỗng tươi như hoa, mỉm cười nhìn tôi, ứa hai dòng nước mắt. Đàn dùng hết sức ôm chặt tay tôi vào ngực, rồi khó nhọc nói: Tôi được kết nạp đảng, tôi xin hứa." Thì cũng vừa đúng lúc một cái nước hắt lên, cắt ngang lời hứa của đàn. Mắt anh từ từ nhắm, người đàn lả trên tay tôi: "Đàn ơi, đàn ơi, đàn không còn sống với chúng tôi nữa à? Chúng tôi sẽ tiêu diệt địch để trả thù cho đàn." Nước mắt tôi chảy xuống trán đàn, hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi, dòng máu thân yêu. Mấy đồng chí thương binh nằm bên cạnh òa lên khóc. Một chiến sĩ hét lên: "Tiêu diệt địch để trả thù cho đồng chí đàn." Mão Động Kinh đứng dậy cho công sự, ngoái cổ lại nhìn, hai mắt cũng đỏ hoe, đang cầm quả lựu đạn giơ về phía địch nói: "Tiên sư chúng mày, bây giờ cứ xung phong xuống đây." Pù lầm lì không nói, lau hai dòng nước mắt, rồi kê lại khẩu súng trung liên, trách về hướng địch xung phong.
Hảo bị thương mất một bàn tay, ngồi dậy báo cáo: "Tôi bị thương nhẹ, xin cho chiến đấu." Gương dũng cảm của Đàn và tin anh được kết nạp vào đảng truyền đi khắp mọi người trong đại đội. Chúng tôi chỉ còn 7 người thôi, nhưng 7 người giờ đây đang cầm súng, giữa không khí trào lên căm thù sục sôi. Kim đồng hồ chỉ 12:35, chúng tôi tiếp tục đợt chiến đấu mới. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Chắc các bạn cũng biết câu chuyện này nói về người anh hùng nào rồi phải không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và trong buổi đọc truyện tiếp theo, kênh Văn hóa và Lịch sử sẽ gửi tới các bạn câu chuyện thứ 3 với nhan đề Vượt ngục của tác giả Đoàn Hợp. Xin chào và hẹn gặp lại.